Không có bạn trai. Không có bạn trai. Không có bạn trai thì sao? Đi thôi, không thấy gì hết. Ông nói đi. A Sơ à, mai là thứ bảy, phải sang nhà ông bà tổng vệ sinh rồi. Con nói mẹ về nhà một buổi đi. Ông có tay có chân, không biết tự đi chắc. Dớ dẫn. Trước giờ toàn là mẹ con sang. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ ai nấy lo. Việc của bố mẹ ông tự đi mà giải quyết. Chốt vậy nhé. Mày nói linh tinh. Mày bảo với mẹ mày, mai cô ta mà không về nhà thì đừng bao giờ về nữa. Nhất trí rồi nhé, không nuốt lời. Được thôi, vậy thì phiền ông dùng giấy trắng mực đen ký vào đơn ly hôn cho tôi. Bằng không tôi sẽ xem như ông nói phép. Sao, không dám hả? Vừa rồi nói lớn lắm mà. Mẹ không có nhà, ông không ké được lương hưu của bà ấy. Lại không ai làm việc nhà cho ông. Ông sắp đói chết, nát chết rồi phải không? Giờ thì biết mẹ tôi tốt rồi chứ gì. Tốt lắm, muốn mẹ về thì bày tỏ thành ý ra. Sang tên căn nhà dưới quê cho một mình mẹ tôi. Không thể miễn bàn. Không biết nhìn xa, ắt sẽ lo gần. Nếu muốn cắm rễ ở Thượng Hải thì thuê nhà rõ ràng là hành vi tầm nhìn hạn hẹp. Càng chưa nói đến tiền thuê một đi không trở lại. Mua nhà thì lại khác. Đây là đâu? Đại Thượng Hải. Dù có là căn cũ rất tồi tàn, không gian hơi kém, nhưng chỉ cần mua nhà rồi thì giá sẽ tăng chứ không giảm, chắc chắn không thiệt được. Vì vậy tiền tiêu ra đồng nghĩa với đầu tư. Hơn nữa còn có thể trả góp. Trả góp là gì? Trả góp là con đường cho vay lãi suất thấp, hợp pháp duy nhất dân nghèo chúng ta có được. Chỉ cần chúng ta trả đúng hạn không có vấn đề gì hết. Tôi nói với tổ pháp rồi, tôi không sợ chịu khổ. Cho dù ngày mai chỉ có thể ăn mì gói sống qua ngày, cũng phải có một nơi thuộc về chúng tôi. Ở đất Thượng Hải này. Phi Tuyết suy nghĩ sâu xa. Lúc cô ấy nói với anh đã tính qua. Mua nhà đúng là một công nhiều việc. Nhưng anh không cho là khổ. Anh đang xây tổ dụ phương tới. Chê cười rồi. Tôi có 7 năm kinh nghiệm làm việc. Có tích lũy nhất định. Sẽ không để tổ pháp một mình gánh vác đâu. Đợi có nhà của riêng chúng ta rồi, em nhất định dành ra một chỗ cho anh để bàn sách, để tổ pháp có chỗ luyện chữ. Thuận vợ thuận chồng, ao sâu tất cạn. Tôi mừng cho hai người. Cảm ơn. Chu Triết à, cảm ơn em. Em xem giờ em thông minh tháo giác, quản lý cả trăm người. Có em khẳng định thì anh yên tâm rồi. Bước tiếp theo bọn anh sẽ nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Sau đó mới có tư cách mua nhà. Bọn anh không làm lớn, nhưng em nhất định phải tới uống ly rượu mừng của bọn anh. Nhất định phải tới. Tôi uống với cô. Nếu có thời gian thì tôi nhất định sẽ tới. Được. Chúng ta ăn đi, đừng chỉ nói chuyện như vậy. Ăn đi, nè. Phi Tuyết, ăn nhiều một chút. Cảm ơn anh yêu. Anh ăn trước đi. Chào. Tan làm rồi sao? Đi công tác thế nào? Chúng tôi đi công tác chỉ là để uống đỡ cho sếp về. Không có gì thú vị. Đây, mang quà về cho cô. Còn có quà sao? Xem nào. Không đắt, nhưng tôi cảm thấy rất hợp với cô. Thích không? Đá dũa hoa rất đẹp. Cảm ơn nhé. Không có gì. Nếu ngày mai cô rảnh, cô muốn cùng đi huấn luyện không? Mai tôi hẹn dịp Trăng Trăng đi đảo Sùng Minh rồi. Đảo Sùng Minh? Đi bộ đường dài sao? Không phải là đi bộ đường dài. Có thể sẽ là chạy bộ hoặc là đạp xe. Vậy cho thêm một người đi nữa có được không? Anh muốn đi sao?
Được không? Tôi không biết, để tôi hỏi. Được thôi. Nhưng nếu anh tự lái xe thì chắc không vấn đề gì. Được, tôi có thể lái xe. Được, nhưng mà tôi lợi hại lắm đó. Được, vậy anh có đủ đồ nghề chưa? Có đủ hết. Vậy ngày mai gặp. Tạm biệt. Tôi tới nhà rồi, rẽ trái phía trước là ga tàu điện. Không tiện hai người nữa, cảm ơn hai người đã chiêu đãi. Tạm biệt. Chu Triết, tan làm rồi sao? Về nhà thôi anh. Em yêu, đợi anh một chút. Chu Triết. Chu Triết à, anh muốn bàn với em một chuyện. Sao vậy? Đây là bạn tôi, không sao, anh cứ nói đi. Anh chuẩn bị kết hôn mua nhà, nhưng thiếu chút tiền. Anh không hỏi mượn em đâu, em yên tâm. Anh không phải loại người vô liêm sỉ. Anh tìm mượn của người khác, nhưng anh muốn nhờ em bảo lãnh cho anh. Em giúp anh bảo lãnh 30.000, em thấy có được không? Phi Tuyết còn ở bên đó đợi anh. Anh nói vài lời thôi. Ngày mai anh tới tìm em ký tên nhé. Còn nữa, chuyện anh mượn tiền, đừng nói với Phi Tuyết được không? Ngày mai sau 9 giờ đi. Cảm ơn em. Chu Triết, tôi mạo muội nói vài câu. Trong lĩnh vực cho vay tư nhân, bảo lãnh nghiêm trọng hơn mượn tiền nhiều. Cô cho anh ta mượn 30.000, cùng lắm chỉ là mất cả vốn lẫn lãi. Nhưng bảo lãnh thì khác, những lợi tức mang tính xử phạt là cái động không đáy. Trần Tổ Pháp, anh ta không thể không đề phòng người khác. Tôi làm tài chính, chiêu trò này tôi gặp nhiều rồi. Tôi cảm thấy có thể anh ta dội kết hôn. Cô gái vừa nãy là vị hôn thê của anh ấy, vậy không phải kỳ lạ hơn sao? Trước đó anh ta còn theo đuổi cô, ngay sau đó đã có một vị hôn thê lại còn tìm cô bảo lãnh. Chuyện này đúng là có hơi không hợp lý. Nhưng trên đời có một loại người, kết hôn với họ mà nó là nhiệm vụ, đến lúc thì kết hôn. Trần Tổ Pháp là loại người này. Tóm lại cô nghĩ cho kỹ nhé. Vẫn phải cảm ơn cô. Alo, Chu Triết, Trần Tổ Pháp, anh chụp ảnh hợp đồng bảo lãnh cho tôi xem. Cô gái vừa nãy là một luật sư lâu năm. Cô ấy hiểu. Cái đó, công ty cho vay vốn nhỏ là doanh nghiệp chính quy. Chỉ có lúc ký tên mới lấy được hợp đồng. Em yên tâm, dù sao đây là chuyện mượn mấy chục ngàn. Anh sợ có vấn đề hơn em chứ. Chuyện này chắc chắn phải cẩn trọng. Vì vậy tôi mới nhờ cô ấy giúp. Anh yên tâm, lúc ký tên tôi đưa cô ấy đi cùng giúp anh xem hợp đồng. Vậy tốt quá rồi. Chu Triết, cảm ơn em. Cứ như vậy trước đi. Chu Triết, Lucy xin lỗi, muộn dậy rồi còn làm phiền cô. Tôi có thể thêm WeChat của cô không? Ngày mai Trần Tổ Pháp hẹn tôi ký tên. Tôi muốn gửi hợp đồng đảm bảo cho cô, nhờ cô xem qua giúp tôi. Trùng hợp là ngày mai tôi và Trăng Trăng ra ngoài. Có thể chúng tôi có vài hoạt động thể thao, nên không chắc có thể trả lời kịp tin nhắn của cô. Hay là cô trì hoãn vài ngày đi, vừa hay có thể suy nghĩ thêm. Không sao, tôi có thể tìm bạn khác giúp. Ngày mai hai người chơi vui nhé. Tôi đi lấy điện thoại. Kết bạn rồi, vậy tôi về đây. Được, cảm ơn nhé.
Cũng không tệ, tăng 250g. Cũng không tệ ha. Nhà họ ăn uống cũng cẩn thận y hệt như con vậy. Mỗi ngày mẹ ra ngoài đi chợ là dặn mẹ phải mua rau xanh. Chào cô, Tiểu Chu. Mẹ nói biết rồi, biết rồi. Còn phải ăn loại lá càng xanh sẫm càng tốt, giống như cải hoa hồng. Người ta vừa nghe đã cười rồi, nói mẹ có cô con gái tốt. Con xem, người ta không cần hỏi cũng biết, chắc là con dạy mẹ.